phim lưới trời, tập 66. Xin mời quý vị và các bạn đến với buổi review trên kênh NV Video chúng tôi chia sẻ nội dung mới trong bộ phim lưới trời chúng tôi chỉ bình luận với những trailer của đài truyền hình Vĩnh Long đưa ra. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tất cả mọi thái độ của Mỹ Tiên và Mỹ Tú đều lọt vào mắt của Khang. Và cũng chính vì những điều này đã làm cho Khang giấy lên sự so sánh giữa Mỹ Tiên và Mỹ Tú. Mỹ Tú mang đến cho khán giả những cơn ức chế tột độ. Từ ánh mắt, lời nói cử chỉ của mỹ tú đều có nét rất đáng ghét cô gái lười biếng chỉ mong có bạn trai giàu để sung sướng tắm thân khi ở quê mỹ tú yêu thắng chỉ vì thắng đẹp trai và hay tặng quà cho cô chứ mỹ tú không hề quan tâm thắng là người như thế nào thắng là người đã khiến say đắm con tim bao cô gái với vẻ đẹp trai nhưng chàng trai mưu mô tính toán như thắng thật sự khiến các cô gái phải chạy dài chưa kể thắng sẵn sàng bắt cá hai tay nếu nhìn thấy những cô gái đẹp Đào hoa, không chung tình chính là điểm trừ lớn nhất dành cho thắng, yêu Mỹ tú trắng qua là muốn bòn góp và lợi đụng để kiếm tiền tiêu xài và dốc vào những canh bạc đỏ đen. Đá gà say sư quên luôn cả nói về, từ khi Úc Hạnh nhận lại Mỹ Tú, thắng biết gia đình này giàu có nên thắng muốn lợi dụng Mỹ Hạnh để bấu víu kiếm tiền ăn chơi chứ thắng không hề yêu Mỹ Tú mấy ngày không gặp Mỹ Tú đi tìm Thắng để khỏa lấp lỗi nhớ nhung, nhưng cô thật không ngờ khi đến nơi Thắng đang say sưa với những trận đá gà nảy lửa, vừa nhìn thấy Mỹ Tú Thắng chạy tới thả mấy câu nịnh bợ rồi quay ra xin tiền Mỹ Tú, biết là Thắng ham chơi nên Mỹ Tú không cho, chưa thỏa mãn với canh bạc đá gà Thắng lên cớ luôn chiếc vòng trong tay của người yêu, và không biết rằng đó là kỹ vật mà Úc Hành mới mua tặng cho con gái cưng khi mới vừa gặp sau bao năm xa cách. Mỹ Tú đã rất nhiều lần xin tiền của Úc Hạnh để đưa cho Thắng, nhưng lần này lại là chiếc vòng đeo tay mà hàng ngày cô vẫn đeo, chuyện này mà cả gia đình biết được thì không biết nói sao. Tú nhanh trí cho một kế hoạch trong đầu, mặc dù biết Mỹ Tiên thương mình và tốt với mình nhưng không, vì vậy mà đánh mất tương lai của mình. Tú liền nên kế hoạch đổ tội cho Mỹ Tú ăn cắp. Bữa cơm buổi tối hôm đó có mặt cả gia đình, Tú liền gọi Mỹ Tiên đến và nói rằng là cái vòng của con bị mất, nhưng Tú không nghi ngờ chị đâu, nhưng mà nếu chị không lấy thì chị đâu có cần run rẩy sợ sệt như vậy. Không thể chấp nhận trong gia đình có người ăn cắp. Mục tiêu của Mỹ Tú đã thành công trong việc vu oan giáo họa cho Mỹ Tiên thấy chiếc vòng trong giỏ của Mỹ Tiên với sự chứng kiến của cả gia đình, Mỹ Tiên giải thích thế nào cũng không được vì Mỹ Tú quá lo quá, quá xấu hổ Mỹ Tiên không thể kìm nén được cảm xúc khi bị lỗ mãn cô vừa chạy vừa khóc khóc một mình. Bà nội và thấy trước tình thế khó xử không biết phân bua ra sao. Cũng không thể tin được Mỹ Tiên trong sạch, vì trong nhà chỉ có hai chị em thôi, vì vậy bà nội không nói năng gì. Nhưng Khang là người không tin. Rắn anh nhất quyết tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện trả lại sự trong sạch cho Mỹ Tiên bởi họ cũng đã sống bên nhau một thời gian, và Khang biết Mỹ Tiên không bao giờ có tính tắc mắc như thế, Khang nhận thấy trước thái độ của Mỹ Tú từ những cử chỉ ánh mắt đã biểu lộ cho anh thấy những điều bất thường ở con người Mỹ Tú. Hơn cả thế, sự phẫn nộ mà Mỹ Tú mang đến cho khán giả chính là những màn ăn hiếp Mỹ Tiên một cách quá đáng. Dù ban đầu có phần hơi ấy nấy với chị nhưng Mỹ Tú vẫn đồng ý với bà Tím cùng nhau lập nên nhiều kế hoạch vu oan giáo họa cho Mỹ Tiên Hồng đuổi Mũ Tiên ra khỏi nhà Úc Hành, để được giàu sang sung sướng. Và trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn trong video bình phim hôm nay trên cận nguyên vọng. Xin được thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày, hãy để lại những comment like để mầm non cùng tham khảo, hãy nhấn chuông đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi có video tải lên. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video tóm tắt phim mới tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.